Chào các bạn. Hôm nay mình cùng con gái đi qua công viên Ecolux. Ở đây thì hôm nay có hội chợ về, có nhiều gian hàng ăn uống và các trò chơi của trẻ con. Nơi đây khung cảnh cũng rất đẹp các bạn. Các bạn cùng đi tham quan với mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn xem like, chia sẻ, ấn chuông ủng hộ kênh mình nha các bạn. Chào các bạn.